Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng lạm thu đầu năm học cần phải truy đến cùng trách nhiệm của hiệu trưởng. Cây xăng thiếu hàng và trách nhiệm điều hành. Y án 2 năm tù đối với cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Cóp Diệp Dũng, tội chiếm đoạt tài liệu mật. Ngụy tạo giấy tờ chiếm đoạt của nhà nước hơn 2 tỷ đồng và một lô đất tái định cư. Nga dồn dập rồi tên lửa vào Ukraine sau cam kết viện trợ tới cùng của ông Biden. Nóng lạm thu đầu năm học cần phải truy đến cùng trách nhiệm của hiệu trưởng. Thưa quý vị, nếu xác định được thu quỹ đối chiếu theo các quy định của pháp luật là không đúng, gây phản ứng không tốt trong phụ huynh thì cần phải xác minh và xử lý nghiêm. Phải truy tới cùng nếu có minh chứng việc lạm thu là do hiệu trưởng chỉ đạo. Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng để làm rõ được trách nhiệm của hiệu trưởng đối với việc để xảy ra lạm thu các quỹ đầu năm học thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, trước hết cần phải xác định rõ trong các khoản thu đó thì hiệu trưởng nhà trường có vai trò như thế nào. Bởi lẽ khoản thu thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh chủ yếu là các khoản thu tự nguyện. Nếu không xác định đúng thì rất dễ gây sự hiểu nhầm với lãnh đạo nhà trường, thậm chí có thể khiến cho phụ huynh phản ứng trái chiều. Tiến sĩ Nhưỡng cho rằng nếu có văn bản hoặc hình thức khác minh chứng cho thấy có mối quan hệ giữa hiệu trưởng nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc chỉ đạo thu các khoản dẫn đến tình trạng lạm thu, thì khi ấy chúng ta mới đặt ra vấn đề liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý của người đứng đầu nhà trường. Cụ thể, nếu có minh chứng rằng các khoản thu tự nguyện có dấu hiệu thu quá, thu để sử dụng sai mục đích và ép phụ huynh phải nộp, có yếu tố xuất phát từ phía nhà trường chỉ đạo và thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản đó, thì nhất quyết các cấp có quản lý phải truy tới cùng trách nhiệm và làm rõ việc ai cho phép ban giám hiệu đề ra các khoản thu như vậy. Ngược lại, trong trường hợp các khoản thu ấy đã dựa trên sự thỏa thuận giữa các phụ huynh với nhau, có thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh, thì khi ấy chúng ta cũng chỉ đặt ra được câu chuyện là làm thế nào để tạo ra các cơ chế để kiểm soát các khoản thu đó, không để xảy ra tình trạng lạm thu và gây bức xúc cho phụ huynh. Qua đó, tiến sĩ Nhưỡng cũng nêu lên thực trạng đáng buồn. Có nhiều địa phương vì quá bất bình với các khoản thu không phù hợp với vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh, nên nhiều phụ huynh đề xuất xóa bỏ ban này trong các nhà trường. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một số nơi ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, bảo vệ cho quyền lợi của học sinh, phụ huynh tại các trường học. Để ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt theo đúng vai trò của mình, đặc biệt là khi thực hiện các khoản thu phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường, thì trước khi đưa ra các mức thu, ban này cần phải cùng với nhà trường để rà soát điều kiện cơ sở vật chất và những vấn đề chính sách. Sau đó, dựa trên sự thống nhất với phụ huynh, ban này cùng với nhà trường đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, xem trường hợp nào được thu, trường hợp nào được lập quỹ. Việc này có thể tránh được nguy cơ hội phụ huynh thu các quỹ trái quy định trong nhà trường. Bên cạnh đó, nếu xác định việc thu quỹ lập quỹ đó đối chiếu theo các quy định của pháp luật là không đúng, gây phản ứng không tốt trong phụ huynh, thì cần phải xác minh và xử lý nghiêm để tạo ra tính giáo dục và hạn chế các trường hợp tương tự. Ban giám hiệu thờ ơ với các khoản thu gây bức xúc có thể truy trách nhiệm. Cũng liên quan đến vấn đề này, thạc sĩ luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty luật Dragon, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh đến vai trò của ban giám hiệu, hiệu trưởng trong tất cả các hoạt động trong nhà trường. Và các khoản thu được quy định là chỉ được thu trên nguyên tắc tự nguyện, nhưng khi ban đại diện phụ huynh triển khai, có nơi lại cố tình áp đặt mức thu bình quân chứ không căn cứ vào khả năng đóng góp của từng phụ huynh có, trái với các quy định liên quan. Đối với trường hợp cán bộ nhân viên trong trường tự ý thu mà người đứng đầu nhà trường không biết thì sẽ khó có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫn đến sự việc xảy ra có thể với hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Cây xăng thiếu hàng và trách nhiệm điều hành. Thưa quý vị, cảnh người dân xếp hàng mua xăng, thậm chí phải cầm theo can nhựa, đứng chờ trong đêm để mua dự phòng, trở thành tâm điểm trên truyền thông những ngày qua. Nhiều người dân phải dẫn xe lội trong cái nước ngập của chiều cường tìm đến cây đổ xăng, nhưng chỉ mua được vài 30.000 đồng. Hàng loạt cây xăng treo biển đóng cửa. Tình trạng thiếu xăng dầu ở các cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác đã diễn ra nhiều ngày. Trước đó, hiện tượng này từng phát sinh cục bộ, nhưng hiện nay đã mở rộng hơn.
Theo thông tin chính thức của Bộ Công Thương, tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 3 trên 550 cửa hàng đóng cửa, chiếm 0,54%, có 121 trên 550 cửa hàng tạm hết mặt hàng xăng, chiếm 20%. Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu quy mô lớn gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung. Mặc dù cơ quan quản lý khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk không phải phổ biến, hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động, nhưng với một bộ phận người dân thì rõ ràng cuộc sống bình thường của họ trong những ngày qua đã bị ảnh hưởng. Tổng số 17.000 cửa hàng là thống kê trên toàn quốc. Còn trên địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh, số cây xăng tạm hết hàng chiếm gần 1/4 là con số không nhỏ. Với những khu ít dân cư thì số các cửa hàng xăng dầu càng ít, làm cho việc đổ xăng dầu phải đi xa và khó khăn hơn. Tôi đi làm bằng xe máy và xin chia sẻ là có đứng xếp hàng mua xăng trong nắng, trong mưa mới thấy mệt mỏi, lo lắng như thế nào. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, cái gì thiếu được có thể chờ vài ngày, vài tháng, chứ xe mà hết xăng thì không thể chờ. Cơ quan quản lý khẳng định tồn kho xăng dầu của các doanh nghiệp vẫn cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nguồn cung liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước. Với các địa bàn xảy ra tình trạng cây xăng đóng cửa, lực lượng chức năng cũng đã huy động xe bồn tiếp ứng và tăng cường kiểm tra thị trường. Nhìn chung nhiều biện pháp đã và đang được thực hiện. Tuy nhiên đến ngày 11 tháng 10 cảnh xếp hàng vẫn diễn ra. Thiết nghĩ đây là lúc cơ quan quản lý cần phải nghiên cứu thị trường kỹ hơn, lắng nghe ý kiến các bên liên quan để tìm giải pháp căn cơ. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp bán lẻ chỉ được mua của một đầu mối cung cấp. Liệu quy định này có dẫn đến hiện tượng độc quyền cục bộ của doanh nghiệp đầu mối với nhóm cửa hàng xăng dầu nhất định hay không? Thời gian vừa qua, cơ quan quản lý đã tước giấy phép với 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chủ yếu là ở phía Nam, nên số lượng nhà cung cấp bị sụt giảm dẫn đến địa bàn và các doanh nghiệp này cũng từng hoạt động, bị thiếu nguồn cung cục bộ. Những cây xăng có hợp đồng với thương nhân đầu mối trong số 5 doanh nghiệp này sẽ chỉ còn lượng xăng dầu dự trữ để kinh doanh và họ phải chờ đến khi hủy hợp đồng cũ để ký hợp đồng mới. Theo tôi, trên đây là một số lý do cần được nhìn nhận để sớm tìm ra giải pháp đảm bảo nguồn cung lấp chỗ trống các đầu mối bị rút giấy phép. Ở khía cạnh khác, xăng dầu ở Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu, nên giá không chỉ phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới mà còn phụ thuộc vào tỷ giá ngoại tệ, thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu cũng như thời gian yêu cầu doanh nghiệp đầu mối phải dự trữ bắt buộc. Hiện thương nhân đầu mối phải bảo đảm ổn định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng, còn các cơ sở phân phối thì 5 ngày cung ứng. Quy định này gây khó cho các thương nhân đầu mối, đặc biệt khi giá xăng dầu xuống. Họ vẫn phải ôm lượng xăng dầu đã mua để dự trữ 20 ngày với giá cao để bán với giá thấp ít nhất là trong khi giá giảm từ 5 ngày trước đó. Từ đây dẫn đến lựa chọn là khi dự đoán xu thế giá xăng dầu giảm, các thương nhân đầu mối sẽ hạn chế nhập khẩu xăng dầu để tránh bị thiệt hại khi điều chỉnh giá xuống. Điều này có thể gián tiếp làm giảm nguồn cung. Dao động tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu bởi có độ vênh là 5 ngày. Thời gian qua, tỷ giá của USD trên Việt Nam đồng đang thay đổi đáng kể khi đồng USD trở thành đắt đỏ khiến cho giá nhập khẩu cơ sở thực tế tăng lên. Ngoài ra, cách tính giá dầu cơ sở cũng là yếu tố góp phần gây bất lợi cho các thương nhân đầu mối. Hiện nay, kỳ công bố giá đang có xu thế là ngắn lại còn 10 ngày. Như vậy, khi giá dầu đi xuống thì giá cơ sở có thể không sát với giá thị trường, làm thúc đẩy xu thế giảm dự trữ xuống còn 10 ngày thay vì 20 ngày theo quy định. Về cách tính chi phí định mức, chi phí lưu thông xăng dầu trong nước, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, hiện nay quy định đối với 1 lít xăng chẳng hạn như A95 là 975 đồng. Sau khi có đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ ngành doanh nghiệp đã thống nhất tăng lên 350 đồng. 1 lít xăng A95 hiện nay thì chi phí định mức là 1.320 đồng. Đây là con số không nhỏ, nhưng việc tính định phí này lại chưa phân bổ đến từng khâu cung cấp xăng dầu, mà chủ yếu cho các thương nhân đầu mối. Tại thời điểm giá dầu suy giảm sẽ dẫn đến lợi nhuận kinh doanh xăng dầu suy giảm. Trong khi đó, những nhà bán lẻ chính là các cây xăng lại phải ký hợp đồng duy nhất với một nhà cung cấp, nên có thể dẫn đến hiện tượng thương nhân đầu mối lo đảm bảo lợi ích của mình trước khi giao hàng cho cây xăng. Họ có thể ép chiết khấu thậm chí xuống 0 đồng như một số cây xăng treo biển thời gian qua. Khi ấy, những cây xăng hoạt động nghiêm túc đứng trước tình thế lưỡng nan, càng bán thì càng lỗ,
vì họ phải chi phí nhân viên, điện nước khấu hao. Còn một số cây xăng tiêu cực muốn có thu nhập chỉ còn cách chỉnh đồng hồ bán thiếu xăng đi, pha tạp chất hoặc là pha phụ gia vào xăng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, đã làm chùn chân những nhà bán lẻ, khiến cho họ thà đóng cửa để ngồi chơi còn an toàn hơn là mở cây xăng ra kinh doanh không có lãi mà làm ăn thì gian lận và có thể gặp tai họa. Nhà kinh tế học Adam Smith đã đưa ra lý thuyết bàn tay vô hình vào năm 1776 với ý tưởng rằng trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân tham gia muốn tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Một trong 10 lý thuyết kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường là con người phản ứng với các kích thích. Mỗi con người nếu có khả năng làm chủ hành vi của mình đều phản ứng với các khuyến khích vật chất và tinh thần. Họ ra quyết định hành động dựa vào những cân nhắc về chi phí và lợi ích, những cái họ mất mát và những cái họ được thu nhận. Như vậy, khi chúng ta thiết kế một chính sách công hướng lợi ích của những người tham gia chuỗi cung ứng xăng dầu đi cùng về một hướng, khi ấy thị trường sẽ phát triển và người dân không chịu cảnh thiếu thốn xăng dầu. Nói cách khác, khi việc điều hành đảm bảo hài hòa lợi ích của các thành phần trong chuỗi cung ứng xăng dầu, đảm bảo khả năng chịu đựng, thì hệ thống sẽ vận hành thông suốt. Giá dầu thế giới giảm tức là nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, người dân không có xăng dầu để sử dụng, doanh nghiệp không có xăng dầu để vận hành, làm gia tăng chi phí sản xuất, thì cần phải nhìn lại khâu điều hành chính sách. Y án 2 năm tù đối với cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Coop Diệp Dũng, tội chiếm đoạt tài liệu mật. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo y án sơ thẩm đối với cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Coop Diệp Dũng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo nội dung vụ án, bà Lê Thị Phương Hồng, 42 tuổi, kinh doanh tạp hóa, chung sống như vợ chồng với ông Nguyễn Hoài Bắc, 37 tuổi, cựu cán bộ công an từ năm 2017. Đến năm 2019, do nghi ngờ ông Bắc quan hệ bất chính với phụ nữ khác nên bà Hồng cài phần mềm xem lén điện thoại của ông Bắc để kiểm tra. Thông qua việc xem lén Zalo của ông Bắc, bà Hồng biết được thông tin quá trình điều tra xác minh sai phạm tại Sài Gòn Coop và đã nhắn tin cung cấp thông tin cho ông Diệp Dũng để giúp ông Dũng đang bị điều tra xác minh liên quan đến sai phạm tại Sài Gòn Coop. Mục đích bà Hồng giúp ông Dũng là để được mua hàng với giá rẻ do bà Hồng có tiệm tạp hóa nhỏ. Ngày 28 tháng 9 năm 2020, cơ quan điều tra làm việc với ông Diệp Dũng về nội dung sai phạm tại Sài Gòn Coop. Ông Dũng thừa nhận có người báo tin cho ông về quá trình kiểm tra xác minh. Từ đây, công an làm việc với ông Bắc, người tham gia xác minh, và ông Bắc được xác định là người làm lộ nội dung thông tin cho bà Hồng. Xử sơ thẩm, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Bắc 5 năm tù, phạt bà Hồng 6 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Coop, 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Sau đó, ông Dũng kháng cáo kêu oan nhưng không được hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. Nga dồn dập dội tên lửa vào Ukraine sau cam kết viện trợ tới cùng của ông Biden. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden ngày 10 tháng 10 đã cam kết với Tổng thống Ukraine rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không tiên tiến sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga. Tổng thống Biden cam kết tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Nhà Trắng cho hay trong một thông báo về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine. Trước đó, vào ngày 27 tháng 9, Lầu Năm Góc cho hay họ sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS trong vòng khoảng 2 tháng tới, theo Reuters.